Thưa quý vị, phố thương mại ẩm thực của quận 7 đã chính thức được khai trương, đánh dấu bước đi đầu tiên trong hành trình thắp sáng kinh tế đêm của địa phương sầm uất ở khu Nam thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, như vậy là phố thương mại ẩm thực đầu tiên của quận 7 đã chính thức được khai trương và tuần lễ khai trương sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 8 tháng 9 với rất nhiều những hoạt động vui chơi sôi động, ví dụ như là những chương trình biểu diễn ca nhạc hàng đêm, những hoạt động kinh doanh thương mại ẩm thực đa quốc gia. Có thể nói tất cả những hoạt động này đang thu hút sự tham gia và sự yêu thích của đông đảo người dân trên địa bàn. Tất cả các cư dân ở đây rất là vui và háo hức cảm thấy khu phố của mình nó đẹp thêm, được thưởng thức nhiều món ăn ngon và món gì cũng có, rồi các dịch vụ làm đẹp cao cấp và các đặc sản khác. Ban đêm đông rồi phố xá thức ăn này ngon lên, nhiều khi mình được thưởng thức những cái vị mà từ xưa nay mình chưa được thưởng thức. Cho nên mấy bữa nay là ao ước là cứ đi nhìn, nên già rồi 90 mấy mà cũng phải đi khai mạc. Phố thương mại ẩm thực Sky Garden có quy mô lên đến 2,6 hectare, nằm trong phạm vi đường Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Nghị, đường số 2, Bùi Bằng Đoàn, phục vụ nhu cầu trải nghiệm của người dân và du khách từ 18 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Hiện có 222 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm, chăm sóc sức khỏe. Phố ẩm thực thương mại Sky Garden hoạt động theo mô hình kinh tế đêm, giúp cho các cơ sở kinh doanh chúng ta hình thành được một cái hoạt động kinh doanh nó bài bản hơn, nó nề nếp hơn. Về công tác quản lý nhà nước thì quận sẽ cố gắng để các cơ sở kinh doanh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, cũng như là các cái điều kiện kinh doanh về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự. Hiện quận 7 là quận đầu tiên được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt dự án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm gắn với phát triển du lịch. Điều này sẽ góp phần cùng thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo tinh thần chỉ thị số 12 về thực hiện nhiệm vụ giải pháp tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025. Ẩm thực thương mại dịch vụ Sky Garden nó là một trong những cái chuỗi hoạt động về kinh tế đêm của quận 7 và nó cũng nằm trong một cái chuỗi hoạt động liên tiếp từ nay cho đến ngày 10 tháng 9 hội chợ du lịch quốc tế ITE lần thứ 18 và cái chuỗi hoạt động của shopping season của Sở Công Thương cũng diễn ra vào trong cái thời điểm này. Đây là một những cái chuỗi hoạt động để tạo những cái sự kiện thường niên cũng như là các hoạt động về kinh tế, dịch vụ, thương mại, du lịch, qua đó góp phần để thu hút nguồn khách du lịch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao nỗ lực của chính quyền quận 7 trong tổ chức triển khai đề án phát triển kinh tế đêm gắn với phát triển du lịch. Lãnh đạo thành phố nhận định những năm gần đây, kinh tế đêm được xem là động lực tăng trưởng kinh tế mới, tạo nên sức sống đặc sắc tại các đô thị. Việc phát triển kinh tế đêm còn giúp quảng bá hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh, thu hút khách du lịch, góp phần cùng thành phố đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng.